Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thùy trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với Thời sự Thế giới trong ngày thứ 5 hôm nay và cảm ơn quý vị. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com tình hình thời tiết vào ngày hôm nay và cuối tuần như thế nào thôi. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó thì thời tiết buổi trưa ở Westminster và Garden Grove vẫn giữ ở mức là cao nhất khoảng 84-85 độ thưa quý vị. Và chiều tối đó thì nói chung là sau 10 giờ tối nhiệt độ vẫn ở khoảng là trên 65 độ, buổi tối không có thấy mát mẻ lắm. Với lại trong 2-3 ngày qua đó quý vị thấy là gió cũng ít đi, cho nên là mặc dù nhiệt độ không có cao nhưng mà trời chúng ta cảm thấy nó rất là hầm và độ ẩm cũng nhiều nữa. Và nhưng mà qua đến ngày mai đó thì nhiệt độ có giảm đôi chút, thứ 6, thứ 7 quý vị thấy là nhiệt độ xuống khoảng chừng đâu còn 81 cho đến 82 độ thôi, đỡ hơn 2-3 ngày nay. Nhưng mà qua đến ngày Chủ nhật thì nhiệt độ lại tăng lên trở lại. Và những ngày này thì độ ẩm rất là nhiều, cho nên trời vừa nóng mà hơi ẩm ướt nữa thưa quý vị. Hôm nay có hai tin tức gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính cũng là tin đáng chú ý. Thứ nhất, các chuyên gia, có hai giới chuyên gia, một là tài chính và một y tế, và hai cái tuyên bố này gây ảnh hưởng và lẽ đương nhiên cũng sẽ gây ảnh hưởng đến xã hội Mỹ và trên toàn thế giới. Và qua bản tin này chúng ta cũng sẽ lo cho tình hình ở Việt Nam. Tại sao như thế? Thứ nhất đó là các chuyên gia kinh tế họ cho biết phân lời hiện nay đang ở mức rất thấp và hỗ trợ cho nền kinh tế kéo dài hơn 4 năm trời vừa qua, tính từ thời cuối cái thời kỳ của ông Obama chuyển tiếp sang thời kỳ của Tổng thống Donald Trump. Interest rates sẽ không tăng cho tới năm 2023. Và mặc dù chúng ta thấy cái phân lời không tăng là cái điểm tốt, nhất là đối với công trái phiếu 10 năm hiện nay đang ở thấp và tin tốt cho những người mua bán nhà cửa. Vì lý do quý vị mua nhà với phân lời thấp. Thứ hai nữa, cho các công ty họ dễ dàng mượn tiền để bành trướng cái cơ sở thương mại hơn. Bởi vì sao? Dễ dàng mượn tiền bởi vì phân lợi thấp thì họ sẵn lòng. Bây giờ muốn đầu tư thêm nữa thì chỉ cần mượn tiền với cái phân lợi thấp như thế này. Tuy nhiên nghe thì thấy lạc quan phải không ạ? Nhưng mà không phải như thế. Giới đầu tư họ thấy đây lại là một tin bi quan. Bởi vì nếu chính phủ mà không tăng phân lợi, điều đó có nghĩa là tình hình kinh tế sẽ còn ảm đạm trong tương lai. Ảm đạm ở đây không có nghĩa là sẽ thiệt hại về lợi tức vân vân, nhưng mà cái sức hồi phục của nền kinh tế lẽ ra phải tăng trưởng mạnh hơn nữa thì không tăng trưởng mạnh. Và quý vị biết đó, đối với giới đầu tư khi mà có lời mà không lời nhiều, mà giàu tham mà, cho nên họ muốn tham có thêm tiền nữa. Cho nên có những công ty Mỹ họ khai báo lợi nhuận có lời, nhưng mà cái mức lời không nhiều như giới kinh tế gia dự đoán, thì cái cổ phiếu của hãng đó bị xuống. Thì với cái tin tức này thì giới kinh tế và đầu tư họ thấy rằng không có lợi trong tương lai tới năm 2023. Tuy nhiên đây chỉ là cái nhận định thôi, chứ có tình hình thực tế thì khác. Mặc dù hiện nay đã Quỹ Dự trữ Liên bang tuyên bố họ thấy rằng cái tình trạng lạm phát hiện nay là tạm thời, và điều đó có nghĩa nếu có tăng phân lời, họ sẽ tăng phân lời trong năm 2022. Tuy nhiên giới kinh tế gia nhìn khác, nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ còn phải gặp nghĩa là trở ngại trong suốt 22, rồi chờ tới sau 22, lúc đó đó tất cả mọi thứ hy vọng sẽ trở lại bình thường. Và cái chữ trở lại bình thường nó liên quan đến đại dịch COVID-19. Ngày hôm nay các chuyên gia
y tế tuyên bố để mà đạt được cái herd immunity, tức là miễn nhiễm cộng đồng đó, thì xem ra khó khăn và có thể không thành hiện thực. Lý do như thế nào thưa quý vị? Họ nói rằng ảnh hưởng của Delta variant đến giờ phút này đó tiếp tục gây khó khăn cho tiến trình hồi phục. Có nghĩa là những người chích ngừa vẫn bị nhiễm. Và tin tức này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị thêm chi tiết về số phần trăm của người chích ngừa Pfizer và Moderna. Và nếu không đạt được miễn nhiễm cộng đồng thì trở lại với tình hình Việt Nam, tại sao chúng tôi lại kèm cái tình hình Việt Nam khó khăn hơn nữa? Việt Nam hiện nay đang đương đầu đóng cửa hết tất cả và đang cố gắng chích ngừa, mà đến giờ phút này thưa quý vị chưa được 10% dân số trong số 100 triệu người Việt Nam chích ngừa nữa, thì cho đến khi nào đạt được cái con số 70%. Thế nhưng do Delta variant, các chuyên gia y tế ngày hôm nay tuyên bố 70% cũng không có nghĩa là được miễn nhiễm cộng đồng. Mà nếu không miễn nhiễm cộng đồng thì tình hình Việt Nam sẽ còn như thế nào nữa? Đó là cái khó khăn. Chúng tôi sẽ còn thêm các chi tiết đó. Nhưng mà với những cái tin tức đưa ra ngày hôm nay để giải thích tại sao thị trường đi xuống, Dow Jones xuống 124 điểm, Nasdaq lên được 8 điểm, S&P 500 xuống 3 điểm. Thị trường của châu Á, châu Âu hôm nay cũng tụt giảm bởi vì đại dịch COVID-19 Delta variant tiếp tục gây ảnh hưởng. Và ảnh hưởng này mặc dù châu Âu mở cửa cho du khách với điều kiện là chứng minh đã được chích ngừa, nhưng mà tình trạng cũng còn yếu kém lắm và thế giới chưa thể có cái sinh hoạt bình thường. Và vì thế, riêng với lĩnh vực du lịch hôm nay cũng bị ảnh hưởng luôn. Thị trường Nhật Bản, Nikkei xuống 55, Hồng Kông xuống 142, Thượng Hải xuống hơn 7 điểm. Công trái phiếu 10 năm xuống chút xíu thôi, hôm nay vẫn ở mức cao 1,35%. Dầu xuống 13 sen, 69 đồng 12 sen, vàng xuống gần 4 đồng, 1.749 đồng 40 sen. Vâng, thưa quý vị, vào hôm thứ Ba ở tại tiểu bang Tennessee đó, thành phố Franklin, có một cái học khu gọi là học khu thuộc quận Williamson. Cái học khu này đó, các giới chức họ phải mở một cái cuộc họp bỏ phiếu nhưng mà là công khai để cho các phụ huynh cũng như là người dân ở cái học khu này đến để mà quyết định xem là học khu này có đưa ra cái yêu cầu bắt buộc tất cả học sinh và nhân viên của học khu khi mà mở cửa trở lại thì phải đeo khẩu trang hay không. Thì suốt 4 tiếng đồng hồ thưa quý vị, những người mà trong cái học khu đó là họ đã nghe tất cả những cái ý kiến trái chiều từ những người ủng hộ việc đeo khẩu trang và những người không muốn đeo khẩu trang, và những người có rất nhiều người dân là phụ huynh đó, họ đến họ muốn học khu phải ban hành cái lệnh bắt buộc đeo chứ không phải là tự nguyện, bởi vì họ nói rằng con cái của họ khi mà đưa đi học trở lại đó thì không có an toàn bởi vì những đứa nhỏ mà dưới 12 tuổi chưa được chích ngừa. Tuy nhiên như quý vị cũng thấy thì sau 4 tiếng đồng hồ cuối cùng học khu họ bỏ phiếu là họ bắt buộc học sinh khi mà quay trở lại trường và những người mà nhân viên của học khu này phải đeo khẩu trang. Thì như quý vị thấy, hai người đàn ông trong ảnh là thuộc cái nhóm người mà chống đối cái việc đeo khẩu trang cũng như là chống lại cái việc học khu ban hành cái lệnh bắt buộc. Họ đã đi theo cái người phụ nữ ở trong cái xe đó, là một trong những người thuộc cái ủy ban của học khu. Và trong cái cuộc họp thì quý vị thấy có những người họ đeo khẩu trang, những người không. Thì những cái người đàn ông quá khích này đó, họ đã đi theo và họ hăm dọa những người này. Họ nói rằng bây giờ đó mấy người có thể đi nhưng mà chúng tôi sẽ tìm được mấy người và đừng bao giờ xuất hiện công khai ở ngoài public. Cho nên là có một số người họ lo sợ đã phải gọi cảnh sát đến, như quý vị thấy, bởi vì lo sợ là bạo loạn nổi ra. Thì những cái người mà chống đối và biểu tình quá khích như quý vị thấy đó, thì thứ nhất họ nói rằng cái học khu này đó không có cái quyền hạn gì để mà đưa ra cái lệnh bắt buộc như thế này, và cái học khu này đã violate cái quyền tự do của phụ huynh, cái quyền mà họ
có quyền nuôi dạy con cái như thế nào, và những người này đó họ hăm dọa là họ sẽ kiện học khu, và họ nói rằng bảo đảm là khi mà các em quay trở lại trường đó, họ sẽ không để cho con cái họ phải đeo khẩu trang, thì học khu cứ ra lệnh nhưng mà họ sẽ không có làm theo. Được biết là rất nhiều tiểu bang hiện nay đó, các bệnh viện nhi, thưa quý vị, các bác sĩ họ nói là những cái trường hợp mà trẻ em bị nhập viện nó tăng hơn rất nhiều, và bây giờ cái số lượng giường bệnh ngày một ít đi, cho nên là có nhiều học khu họ phải đưa ra cái việc này, bởi vì không muốn trẻ em phải nhập viện. Trước đây đó, cái biến thể original đó thì nó không khiến trẻ em bị nhiễm nặng phải nhập viện, nhưng mà với cái biến thể Delta thì các bác sĩ ở tại các bệnh viện họ ghi nhận là trẻ nhỏ nhập viện nhiều hơn, bởi vì biến chủng Delta nó tàn phá mạnh hơn là cái biến chủng lúc trước, thưa quý vị. Và đó là vấn đề mà chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị chi tiết về mức ảnh hưởng ngăn ngừa COVID-19 tấn công vào cơ thể con người từ hai loại thuốc Pfizer và Moderna. Chúng ta cùng so sánh các con số, quý vị nhé. Ngay sau phần quảng cáo, mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi... Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả, và bản tin sau đây sẽ là tin buồn cho những ai chích Pfizer rồi. Quý vị nào chích Pfizer, sau đây là tin không vui lắm. Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, và họ lấy các số liệu từ những tiểu bang đang bị lây nhiễm Delta variant, biến chủng Delta dữ dội. Họ lấy rớt tất CDC luôn nữa, lấy tất cả là những người mà không phải là những người không chích ngừa, những người chích ngừa rồi, để xem những người tại sao họ nói ủa, khi mà vào trong bệnh viện hoặc là đi xét nghiệm rồi đó, họ thấy bị positive, bị dương tính, thì họ mới thắc mắc cho ủa, anh chích ngừa chưa, nói chích ngừa, chích hết bao nhiêu mũi, chích 2 mũi rồi mà tại sao vẫn bị Delta variant. Thì họ lấy các số liệu đó, họ vào trong bệnh viện, họ thu thập tất cả các số liệu từ bệnh nhân, và đặc biệt ở Florida trong mấy ngày qua là pick, ngày nào cũng có cái số người bị nhiễm tăng mạnh. Một phần là Florida có nhiều người chưa chích ngừa. Phần thứ nhì đó, họ tự do quá đáng. Nhưng mà điểm đáng chú ý đó là breakthrough. Họ dùng cái chữ thuật ngữ tiếng Anh có nghĩa là đâm thủng qua luôn cái màng bảo vệ của thuốc chủng. Những quý vị nào chích Moderna, Pfizer trong thời gian qua thì kết quả hôm nay rất là phiền. Họ nói rằng những ai mà chích Moderna đó thì cái khả năng mà Delta variant chọc thủng qua màn bảo vệ để tấn công quý vị đó, nó thấp hơn Pfizer tới 60%. Nhưng mà cái thời gian mà chúng ta ở quận Cam, Pfizer nó vào sớm, cho nên đa phần những cái nơi mà chích ngừa cho người Việt Nam á, chúng tôi hỏi một vòng, ai cũng chích Pfizer, cho nên chỉ có một số người ít. Bởi vì Moderna sau đó mấy tuần lễ mới đến, cho nên chúng ta lúc đó là trông chờ có được gì chích. Đặc biệt là chỉ chờ hai cái thôi, Pfizer và Moderna thôi. Phần lớn những ai mà chích Pfizer đến giờ phút này đó, cái khả năng như thế nào? Thì họ nói mặc dù vẫn được bảo vệ, nhưng mà những người chích Pfizer đó không được bảo vệ nhiều so với người chích Moderna. Và trong cái bản tin này, cái tin mà mọi người cũng lo đó, là vì thế Delta variant, biến chủng Delta có khả năng chọc thủng, thì một đó là booster shot. Mà booster shot bây giờ đó là chỉ được đề nghị thôi, FDA chưa có chuẩn thuận, cho nên các chuyên gia y tế họ chưa có đề nghị chúng ta đi chích thêm mũi nữa.
mà không biết cái loại booster shot này đó Pfizer sẽ chế tạo thêm cái liều mới hay chỉ cần cái liều cũ là được rồi. Ngày vào hôm đầu tuần quý vị cũng nghe chúng tôi tường trình đó là khi mà nghe đến booster shot, trong số những người chích ngừa có những người rất sợ bởi vì họ thấy có cái sự breakthrough chọc thủng cái lớp bảo vệ cơ thể của chúng ta đó, cho nên họ tự ý đi chích mũi thứ ba, mà không biết trong số này có ai chích mũi thứ tư hay không. Và nghe qua cái bản tin Moderna nó tốt hơn Pfizer vào sáng ngày hôm nay đó, cá nhân chúng tôi đang nghĩ tới chuyện chích thêm hai mũi Moderna. Không biết như thế nào, nhưng mà đó là những cái tin tức để cho thấy rằng cái chuyện mà herd immunity, miễn nhiễm cộng đồng, một số các chuyên gia y tế ngày hôm nay tuyên bố đó, impossible, không thể xảy ra được bởi vì breakthrough. Ngay cả Pfizer cho biết đó, họ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm với cái mũi booster rồi, thì cái khả năng bảo vệ vẫn không phải là 100%, 93%. Nhưng mà 93% thì tốt hơn nhiều so với con số hiện nay mà Pfizer cho biết. Như vậy thì cái tỷ lệ, cái xác suất mà khả năng nhiễm bệnh của chúng ta vẫn vào khoảng 30-40%. Moderna thì tốt hơn thì 20-30%. Nhưng mà 20-30% chúng ta vẫn có khả năng bị Delta variant tấn công. Đó là lý do tại sao mà thứ nhất đó là kêu gọi chích ngừa hơn nữa, thứ nhì là tiếp tục mang khẩu trang. Khẩu trang cũng là một phần chống lại cái chuyện mà breakthrough đó, thưa quý vị. Bởi vì chúng tấn công vào chúng ta đó là qua đường gì? Đường hô hấp, đường thở bằng mũi hoặc bằng miệng. Nó dễ hơn là chúng ta chạm vào bất cứ một cái vật, mặc dù tin tức ghi nhận đó là chúng sống đầy rẫy ở trên bề mặt trong vòng bao lâu đó rồi mới chết. Nhưng mà dễ dàng nhất là thông qua một cái người đi trước mặt mình hoặc là ở tụ tập ở đám đông. Cho nên khẩu trang hiện nay chưa có cái đề nghị chích booster và chưa có phép để chích booster, thì một cái phương pháp hữu hiệu nhất vẫn là khẩu trang mà thôi. Và bước sang phần tin thế giới thì thưa quý vị, các giới chức ở tại Đức cho biết là hiện nay họ phải cố gắng kêu gọi khoảng 8.500 người dân ở cái tiểu bang gọi là Lower Saxony đó, là bởi vì họ phát hiện là vào hồi cuối tháng 4 đầu tháng 5 đó, là những cái người hơn 8.500 người này đến một cái vaccine site ở đây chích ngừa, nhưng mà thay vì được chích vaccine COVID thì lại có cái nguy cơ là đã bị chích nước muối sinh lý thôi, thưa quý vị, là do sai lầm của một người y tá ở đây. Thì phía các giới chức họ nói là vào cuối tháng 4 đó, một người, cái cô này là y tá, vừa là nhân viên của Hội Hồng Thập Tự và cũng làm việc cho cái vaccine site ở một cái town, nó gọi là Shorten, thuộc cái tiểu bang Lower Saxony. Thì sau khi cái chuyện đổ bể đó, thì cô này đó khi mà bị cảnh sát thẩm vấn thì cổ mới nhận là trong một cái ngày cổ đã làm rớt bể một cái ống vaccine của Pfizer. Quý vị cũng biết một cái ống vaccine đó thì có thể chia ra làm 6 doses, cho nên là làm bể một cái ống đó thì không biết là có bị trừ lương hay gì không, không biết. Nhưng mà thay vì người ta đi lấy cái ống khác thì cô này đó cổ lại tìm cách che giấu cái sai lầm của mình và đi chích nước muối sinh lý vào 6 cái ống đó và đi chích cho người ta. Mà sau đó rồi đó, một vài ngày cái chuyện này mới bị phát hiện, cho nên là các giới chức họ không thể nào mà họ truy tìm được là 6 người nào đã bị tiêm lộn. Và trong cái khoảng thời gian mà khi mà cảnh sát họ thẩm vấn rồi điều tra đó, thì phát hiện là nguyên cái khoảng thời gian cái người y tá làm việc ở đây là từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 4 đó, là luôn luôn có những cái sai phạm, có vẻ như cái tính cái người này không có y đức nhiều lắm. Cho nên là bây giờ phía cảnh sát, các giới chức y tế ở đây họ nghĩ là trong suốt khoảng thời gian đó, cái người này nhiều khi đã chích lộn tùm lum cho mọi người. Cho nên cái con số người mà bị ảnh hưởng lên đến 8.500 người. Thì bây giờ Bộ Y tế ở tại cái tiểu bang này đó, họ kêu gọi người dân là ai trong cái khoảng thời gian đó mà đã đến cái vaccine site này chích thì hãy nhanh chóng quay trở lại và chích thêm một cái mũi thứ nhì nữa. Trong cái đó một tin, không biết là tin vui hay là tin buồn, cũng tùy theo cái vấn đề của những người đang lãnh trợ cấp, đặc biệt là an sinh xã hội. Bởi vì
Tin vui thì chúng ta thấy là bởi do cái tình trạng lạm phát tăng trong thời gian qua đó thì cái tiền an sinh xã hội sẽ được tăng lên. An sinh xã hội dựa trên cost of living adjustment, điều chỉnh về đời sống, về cái mức chi tiêu cho đời sống, cost of living đó thưa quý vị. Và điều này đấy, gây ảnh hưởng đa phần là những người cao niên và kể cả những người khuyết tật mà lãnh tiền an sinh xã hội nữa. Năm 2022 có thể nói sẽ là mức adjust điều chỉnh cao nhất từ nhiều thập niên qua, chưa bao giờ mà nhiều như thế. Lý do là do ảnh hưởng của tình trạng lạm phát hiện nay kéo dài, thưa quý vị. Lạm phát từ 2020 đến năm nay 2021 và sẽ còn kéo dài tới 2022 nữa. Chắc có thể vì thế mà các nhà kinh tế gia họ nói chính quyền liên bang khó lòng mà tăng lãi suất cho tới năm 2023 lắm. Bởi vì cái hoạt động kinh tế hiện nay nó vẫn còn chưa có hồi phục như trước. Mặc dù thị trường tài chính ở mức kỷ lục, nhưng mà thị trường tài chính không có nghĩa là các mặt kinh tế cho giới tiểu thương được gia tăng. Và trong số này, những người đang lãnh an sinh xã hội, họ dựa trên các số liệu hiện nay, sang năm 2022 họ có thêm được 6,2% adjustment điều chỉnh. Tuy nhiên thưa quý vị, với một tháng lãnh có 700, 800, 900 gì đó tùy theo. Rồi nếu quý vị trong quá khứ mà đi làm nhiều tiền mà hiện nay đang lãnh an sinh xã hội thì họ có cái mức tối đa đâu khoảng 2.000, 2.000 mấy đó, thì thêm được 6,2% vào thời điểm mà cái lạm phát, cái giá sinh sống ở ngoài nó cao hơn nhiều, nó có thể lên đến 8-10% lận, thì 6,2%, mặc dù nó có thêm được vài chục Mỹ Kim hàng tháng, nhưng cũng không có đủ để đáp ứng với cái khó khăn mà trong tương lai, nhất là vào sang năm, mà những người già, những người đang lãnh an sinh xã hội sẽ gặp phải. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang tiếp tục theo dõi chương trình tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, vào cuối tuần vừa qua đó thì có một công dân Mỹ, ông này ông sống ở tại Santa Barbara, đã sau khi mà đi qua Mexico đó, trong lúc mà muốn quay trở lại thì bị bắt ở đường biên giới ngay tại cái checkpoint San Isidro đó, là bởi vì phía chính quyền Mexico đã nhanh chóng báo với chính quyền của Hoa Kỳ là ông này bị tình nghi giết chết hai con của mình mới cách đó có một ngày thôi thưa quý vị. Thì phía FBI cho biết đó là ông Matthew Taylor Coleman, 40 tuổi, lý do bị bắt đó là do chính người vợ cô Abby đó, là vào hôm thứ Sáu cuối tuần trước, cổ đã gọi báo cảnh sát là chồng của cổ đó không nói năng với cổ một tiếng nào, đã dẫn hai đứa con nhỏ 1 tuổi với 3 tuổi đi đến Mexico thưa quý vị. Và phía FBI đó thì lúc đó họ không biết ông này ông ở đâu hết, cho nên là FBI đã nói với cổ là dùng cái chức năng mà Find My iPhone đó thưa quý vị, để nhanh chóng xác định được vị trí của ông ấy. Thì sau khi mà tìm được cái vị trí cuối cùng đó, thì phía chính quyền Mexico đó hỗ trợ cho FBI của Hoa Kỳ dẫn họ đến cái khu vực như quý vị thấy rất là hoang vu. Và ở đó phía cảnh sát của Mexico đã phát hiện được thi thể của hai đứa nhỏ, mà hai đứa nhỏ bị chết rất là thê thảm thưa quý vị. Mỗi một đứa nhỏ đó, đứa bé gái bị đâm 12 lần,
đứa bé trai bị đâm 17 lần bằng một cái cọc rất là nhọn, và cái cọc đó là chuyên dùng để đi câu cá đó, và cũng đó là hung khí và cũng được vứt ở ngay hiện trường. Thì sau khi mà tìm được xác hai đứa nhỏ thì cảnh sát của Mexico nhanh chóng họ mới truy dấu vết được, đó là vào hôm cái ngày mà người vợ báo mất tích đó, là ông này video camera từ một cái khách sạn ở Baja ở Mexico đó đã phát hiện được là ổng check in chung với hai đứa con. Nhưng mà vào khoảng 2 giờ 47 phút sáng ngày thứ bảy đó thì ổng đã dắt hai đứa nhỏ đi ra, lúc đó gần 3 giờ sáng, nhưng mà đến khoảng chừng đâu hơn 5 giờ đó ổng quay trở về, mà như video mà phía cảnh sát thấy được đó là quay trở về không có hai đứa nhỏ. Và sau khi mà về đó thì đến 9 giờ sáng ổng đã ngay lập tức ổng check out, ổng vác hành lý cũng không có đem hai đứa con và muốn quay trở lại Hoa Kỳ. Thì chính lúc đó ông ấy đã bị bắt. Thì sau khi mà bị bắt đó thì bây giờ với những cái bằng chứng không thể chối cãi, ông này ông nhận là chính ông đã giết hai đứa nhỏ. Mà cái lý do vì sao ông này ông nói là ông bị ảnh hưởng rất là nhiều, thứ nhất bởi những cái giáo huấn của cái tổ chức QAnon và cả cái tổ chức nó gọi là Illuminati, là cái tổ chức quý vị hay thấy là có cái hình tam giác với có một cái con mắt ở giữa đó. Thì ông này ông nói rằng sau khi mà đọc rất nhiều những cái theory của hai cái tổ chức này thì ông thấy được rất nhiều cái visions, là có thể ông này ông bị tâm thần, cho nên là ông nói rằng ông thấy được là vợ ông này đó trong mình mang DNA của rắn, và bà người vợ đã truyền cái DNA này xuống cho hai đứa nhỏ, nghĩa là hai đứa nhỏ bây giờ đó theo ông này ông thấy là quái vật chứ không phải người. Thì ông thấy ông phải có trách nhiệm giải cứu thế giới khỏi những con quái vật này, cho nên ông ta đã đâm chết hai đứa nhỏ một cách tàn bạo như vậy. Và bây giờ phía chính quyền Mexico đang hỗ trợ người vợ tìm cách đưa xác của hai đứa nhỏ về lại Hoa Kỳ để mai táng. Thưa quý vị, ngày hôm nay cơ quan CDC đưa ra thêm các chi tiết về những cái tầm ảnh hưởng tác hại của COVID-19 đối với dân số nước Mỹ. Trong số này kể cả những người bệnh tiểu đường nữa. Chúng tôi sẽ có phần tường trình đặc biệt vào chiều ngày hôm nay trong phần tin tức 5 giờ mời quý vị theo dõi. Nhất là đối với người tiểu đường đương đầu với COVID-19, không phải là bị nhiễm COVID-19. Cái chuyện mà nhiễm COVID-19 tử vong và cái con số nó lên tới 600.000 người, mà đa phần là những người bị tiểu đường đó. Rồi tiểu đường, bệnh tim, bệnh phổi, ung thư, đa phần là những cái tiền bệnh đó, là số người chết nó tăng cao trong số 600.000 người Mỹ đã tử vong. Trong một số này nhiều triệu người khác nữa, và trong số này những người bị tiểu đường cũng đang bị ảnh hưởng rất nặng nề. Không phải là vì Delta variant, biến chủng của Delta, mà là do tình trạng họ sống biệt lập. Rất nhiều người tiểu đường nghe tin tức về COVID-19 họ sợ đó. Và trong suốt cả hơn một năm rưỡi vừa qua họ không ra khỏi được nhà nữa. Họ ra trong trường hợp mà cực chẳng đã lắm, đi chợ mà sợ hãi bao bọc mình đủ thứ hết. Nhưng mà các bác sĩ và các chuyên gia y tế họ nói cái tình trạng mà ở trong nhà như thế nó còn tác hại ghê gớm hơn nữa trên bệnh tiểu đường, mà lẽ ra những người này phải ra ngoài tập thể dục, nghĩa là có một cái sinh hoạt không khí tốt lành, thì những người này ở trong thời gian qua biệt lập. Thì đó là chuyện của người tiểu đường. Và trong số những người hàng triệu người Mỹ thoát khỏi COVID-19 thì tin tức ngày hôm nay cho thấy thêm nữa, cả triệu người hiện nay đang bị tác hại lâu dài từ COVID-19 và đặc biệt Delta variant. Thưa quý vị, một trong những câu chuyện nhắm tới bà thị trưởng của thành phố Topeka, tiểu bang Kansas. Kansas nằm ở phía tây, phía đông của tiểu bang Colorado nè quý vị, nó là một trong những tiểu bang miền trung của nước Mỹ, ở trên Oklahoma City và nằm ở phía tây của Missouri, miền đông của Colorado. Thế thì chuyện gì xảy ra? Đây là hình ảnh của bà thị trưởng một thành phố nhỏ ở tiểu bang Kansas, bà Michelle de la Isla. Vào tháng 1 vừa qua, cái điều xui cho bà đó là bà là đảng Dân Chủ và là người khuyến khích mang khẩu trang chích ngừa. Thì tháng 1 vừa rồi, sau khi có Pfizer, Moderna chính thức đó, thì những người làm trong chính quyền, những người tiền tuyến
hàng đầu đó trong bệnh viện đó được chích ngừa đầu tiên, của chúng ta còn nhớ đó, trong đó kể cả các giới chức chính trị gia của Hoa Kỳ đã được chích hết. Thì bà mới được chích một mũi thôi, Pfizer. Thì vừa chích một mũi xong thì trong lúc mà tiếp xúc thì bà bị nhiễm COVID-19. Tháng 1 năm 2021 bị nhiễm COVID-19, mà cho đến giờ phút này bà vẫn tiếp tục, và có cái nguy cơ, cái cơ thể, bệnh trạng của bà càng ngày càng tệ hại. Có một điểm đáng chú ý, tại sao cái tin tức về bà thị trưởng Topeka Michelle de la Isla này được đưa ra, là vì bà lại là một người khỏe mạnh nhất trong số những người phụ nữ trong thời gian qua. Năm nay 45 tuổi, và quý vị mà nhìn thấy đó, cái dáng bà trước khi bị COVID-19. Đây là tin tức được kể lại về, thuật lại về đời sống của bà. Mỗi ngày đều chạy bộ mấy dặm luôn, ăn uống rất lành mạnh, khỏe mạnh. Bác sĩ cho biết bà là một người có sức khỏe rất là tốt so sánh với những người phụ nữ trong độ tuổi 45 của bà. Đạp xe đạp, gia đình ăn uống tốt đẹp. Ấy vậy mà khi bị COVID-19 cho đến giờ phút này, thưa quý vị, liên tục bà nói rằng sau khi đã được bị vậy vào trong bệnh viện được chữa trị, bởi vì cơ thể của bà vì lý do nào đó không chống lại được, mặc dù rất là khỏe, bà phải nhập bệnh viện. Sau khi nhập bệnh viện xong, hết bệnh, về lại nhà thì bắt đầu cơ thể nó vẫn yếu cho tới giờ phút này. Bà nói rằng bà thèm được chạy bộ, thèm được đạp xe đạp chung với gia đình, thèm được ra ngoài công viên. Ấy vậy mà lực bất tòng tâm, cơ thể của bà không cho phép. Đến độ mới đây bà đi bác sĩ nói tình trạng mà nhiễm bệnh của bà nó càng ngày nó càng nặng hơn. Và bây giờ đó, thưa quý vị, nó bắt đầu nó ăn vào trong các cơ phận khác, trong đó tim của bà. Một phần bác sĩ nói bà không thể tập thể dục mạnh mẽ được nữa, bởi vì bà mới vừa tìm cách mà nhấc tạ hay là làm một cái gì đó hơi mạnh tay chút xíu là bà bị ngộp thở, bà thở không được và tim đập thình thịch liên tục. Vào ngày thứ hai tuần tới, bà Isla sẽ phải vào bệnh viện giải phẫu và gắn cái pacemaker trong tim của mình. Wow. Để đo lường cái nhịp tim và đồng thời để điều chỉnh cái nhịp tim của bà. Bởi vì bác sĩ nói nếu mà không gắn cái pacemaker vào trong cơ thể của bà đó, là nhịp tim có thể bất chợt gây ảnh hưởng và bà có thể ngã xuống chết bất cứ lúc nào nếu mà không gắn cái máy đó. Thì tin tức được đưa ra để cho thấy ngay cả những người mà khỏe mạnh, và trong trường hợp này họ, bà chính bà nói mà, trong số những người bạn của tôi đó, không có ai khỏe hơn tôi. Tôi chưa bao giờ nghỉ, chưa bao giờ vắng mặt trong suốt thời gian làm thị trưởng, và thậm chí bà là một cái người vận động chính trị mạnh mẽ nhất nữa. Ấy vậy mà bị nhiễm COVID-19 ra cái nông nổi như thế này. Ngày thứ hai thì phải đi vào bệnh viện giải phẫu gắn pacemaker. Chúng tôi tiếp tục với các bản tin đáng chú ý ngay sau bản quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi. Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Cảm ơn quý vị đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, vào ngày hôm qua đó thì một tòa án ở tại quận Cam đã diễn ra cái phiên tòa kháng cáo của một người phụ nữ. Bà này vào năm 2011 đó bị truy tố và đã bị bồi thẩm đoàn phán quyết là có tội, sau khi mà bằng chứng không thể chối cãi là bà ta đã giết chết đứa con trai mới chỉ có 7 tháng tuổi thôi. Nhưng mà
từ năm 2011 kéo dài cho đến bây giờ là bởi vì người phụ nữ này vẫn không có nhận tội, mà bà ta kháng cáo với cái lý do là mình bị điên, để mà có lẽ là muốn hưởng cái án nhẹ hơn. Thì đây là Sonia Homosio, 41 tuổi thưa quý vị. Theo như hồ sơ từ tòa án cho biết là vào ngày 21 tháng 8 năm 2011 đó, bà này lái chiếc xe chở đứa bé trai là con của bà này đó, lúc đó mới có 7 tháng tuổi thôi, đến cái parking structure của bệnh viện Chuck của bệnh viện Nhi đó, ở ngay tại quận Cam, để mà đậu ở tầng 4. Thì như quý vị thấy là đứa nhỏ đó có đeo một cái loại helmet đặc biệt, là bởi vì khi mà sinh ra đó em bị một cái chứng bệnh liên quan đến cột sống cổ, thì cần phải được đeo cái này liên tục, và mỗi một tháng thì bà này phải chở đứa nhỏ vào cái bệnh viện này để mà tiếp tục chữa trị, một tháng vài ba lần thôi quý vị. Nhưng mà cái ngày khi mà bà ta chở hôm 21 tháng 8 năm 2011 đó, thì phía bệnh viện cho biết là bé Noah không có schedule để mà đi vào bệnh viện ngày hôm đó. Thì khi mà đến cái đậu xe ở cái tầng thứ tư đó, thì mà bởi vì có cái camera từ phía parking structure, sau đó đó phía cảnh sát thấy là bà này đó, bà bồng đứa nhỏ ra, cởi cái helmet ra và thản nhiên đẩy đứa nhỏ từ cái lan can tầng 4 đẩy xuống phía dưới thôi quý vị, và sau đó đi lái thản nhiên lái xe, trả tiền mà parking là và lái xe đi mất. Thì có người từ phía dưới đó, khi đứa nhỏ mà bắt đầu rớt xuống đó, họ đã thấy, cho nên là họ đã gọi cảnh sát, thì cảnh sát đến ngay lập tức và cũng ở ngay bệnh viện. Thì đứa nhỏ được đưa vào trong ICU, nhưng mà rớt từ tầng 4 rớt xuống mà độ tuổi nhỏ như vậy, mà rõ ràng bà ta muốn đứa nhỏ chết, cho nên cởi cái helmet ra là để đứa nhỏ nếu mà có rớt xuống là đập đầu không có sức cứu được. Và hai ngày sau thì đứa nhỏ này qua đời. Thì bây giờ đó, bà này bà liên tục bà kháng cáo với cái lý do là bà bị điên, cho nên là bà không muốn thụ cái án là cố ý sát nhân, cũng như là thêm một cái tội nữa là hành hạ trẻ nhỏ dẫn đến cái chết nghiêm trọng. Tuy nhiên công tố viên đó thì họ không hề tin với cái luận điệu này, mà họ tin rằng bà này đó có lẽ là, thứ nhất bà mệt mỏi với cái việc là mỗi một tháng phải chở con đi trị bệnh, và thứ nhì nữa là bà bây giờ bà không muốn phiền phức nữa, cho nên là cái cách nhanh nhất là giết chết đứa nhỏ này đi. Cho nên là phía công tố viên yêu cầu tòa án không có chấp nhận cái lý do bị điên của bà này, mà tiếp tục bắt bà này phải ở tù chung thân cho cái tội này. Ngày hôm qua, thưa quý vị, thành phố và quận Los Angeles đã chính thức bỏ phiếu 13-0. Toàn bộ các nghị viên của hội đồng thành phố đã quyết định là yêu cầu các cơ sở thương mại. Cái chữ ở đây đó là cơ sở thương mại, và đây được xem là cái quy định khắt khe nhất trên toàn nước Mỹ 50 tiểu bang, còn hơn cả New York nữa. New York vào tuần rồi đã chính thức ban hành quy định tại những nơi mà đông người nhất, Broadway là nghe nhạc kịch đó thưa quý vị, vào trong những các tụ điểm mà đông người đó là buộc phải chứng minh chích ngừa, không bán phần cũng được. Có nghĩa là nếu mà cần hai mũi thì ít nhất là cũng cần cho cái chủ nhân hoặc là cái người xét vé đó thấy là mình có được chích ngừa một mũi rồi. Giờ đây đến phiên Los Angeles, và họ xem cái quy định ở Los Angeles đó, nó khắt khe hơn rất nhiều. Một trong những lý do trong đó có người nghị viên của thành phố Nuri Martinez phản đối dữ dội nhất về vấn đề những người không chịu chích ngừa. Bà nói như thế này: tại sao chúng ta lại để cho những người không chích ngừa gây hại đến những người đã chích ngừa rồi và những cộng đồng khác? Tại sao đến giờ phút này mà chúng ta có tới 30 người đã tử vong vì COVID-19, mà lẽ ra những người này đã thoát được nếu được chích ngừa đầy đủ? Trong số 30 người tử vong vừa qua đó, mỗi một ngày đều có hơn 10 người chết. Họ nói trong suốt 3 ngày liên tục có 30 người tử vong trong bệnh viện. Trong số này có một bé gái 11 tuổi. Mà tội nghiệp thì bé gái đâu có được chích ngừa đâu, dưới 12 tuổi mà thưa quý vị. Và đồng thời gia đình đôi khi cũng chống đối cái việc chích ngừa nữa. Cho nên đó là lý do mà Los Angeles, điểm đáng chú ý, nó khó hơn những nơi khác. Retail establishment, cơ sở thương mại nhỏ, khỏi nói rồi, tiệm làm móng tay,
tóc, vân vân. Nói chung ở trong quận Los Angeles á, bây giờ khắt khe hơn. Ngoài cái chuyện mang khẩu trang, bây giờ đến phiên chích ngừa, thưa quý vị, ít nhất là một mũi. Và hiện nay có khả năng là cái việc này sẽ gặp phải cái đơn kiện của những người chống chích ngừa đó họ, và kể cả các chủ nhân cơ sở thương mại đó. À, không có nghĩa là volunteer, không có tự nguyện quý vị nhé, là bắt buộc luôn nữa. Và đang chờ đợi họ, họ bỏ phiếu thông qua để chuẩn bị một cái quy định. Và hiện nay chưa biết được cái ngày nào chính thức sẽ áp đặt cái quy định đó đối với các cơ sở thương mại. Còn đối với chính quyền thì khỏi nói rồi, nhà trường thì khỏi nói rồi, cả California. Ông thống đốc Gavin Newsom ngày hôm qua cũng đã ban hành yêu cầu giới chức. Và cái tin tức này cũng đã được nghiệp đoàn giáo chức California ủng hộ, và nghiệp đoàn giáo chức trên toàn quốc Hoa Kỳ cũng ủng hộ cái việc kêu gọi không những thầy cô giáo chích ngừa, mà kể cả nhân viên của nhà trường, những người đốc công, những người dọn dẹp, những người cung cấp thức ăn, những người làm việc bình thường đó, không phải trực tiếp dạy dỗ các em, cũng phải chích ngừa nếu bắt đầu đi học. Và tại học khu Anaheim đã khởi đầu cái phiên học khai giảng đầu tiên vào ngày hôm qua, và đều phải chứng minh là đã chích ngừa rồi. Vâng, thưa quý vị, quay trở về với những bản tin địa phương thì phía sở cảnh sát của thành phố Albuquerque, tiểu bang New Mexico vừa đưa ra một cái đoạn video cho thấy một cô gái trẻ sau khi mà vừa uống rượu say xỉn đụng chết người, nhưng mà cái câu đầu tiên khi mà gặp cảnh sát á, thì lại hỏi là tôi muốn hút thuốc có được không? Thì cái chuyện này nó gây ra những cái sự tức giận từ phía gia đình của nạn nhân khi mà cái đoạn video này nó được lan tải ra. Đây là Jennifer Munoz, 26 tuổi thưa quý vị. Vào hồi cuối tháng 5 đó, theo phía cảnh sát cho biết là cô này cổ lái xe gây ra một cái vụ tai nạn. Đó là cổ lái với cái tốc độ là 90 dặm một giờ trên cái con đường chỉ có chạy maximum là 35 dặm thôi. Và cổ đã vượt đèn đỏ và tông thẳng vào xe của nạn nhân là cô Janelle Kesiwa. Cô Kesiwa đang trên đường đi làm, và cái lực tông mạnh đến độ mà cô Kesiwa chết ngay tại chỗ. Nhưng mà như quý vị thấy đó, khi mà người cảnh sát đến thì cô Munoz mở cửa xe ra, cái xe của cổ chỉ bị sập ở phía trước thôi. Và cái câu đầu tiên cô hỏi là tôi muốn hút điếu thuốc có được không? Cảnh sát không tin nổi luôn thưa quý vị. Mà trong cái đoạn video, cái audio nghe được là cái người bạn của Munoz ngồi kế bên á, thì đang rên rỉ la là bị đau, bị thương khắp người. Còn cô này đó bây giờ họ xin được hút thuốc, tất nhiên là cảnh sát họ không có cho. Và bên cạnh đó thì trong xe của cô này đó, cảnh sát tìm được vài chai tequila. Và khi mà bắt thổi cái ống mà ấy đó quý vị, thì là cái nồng độ rượu là vượt mức cấp 3 lần được cho phép. Thì khi mà bây giờ đó, cái vấn đề ở đây đó là thứ nhất, luật sư đại diện cho Munoz muốn cô này được đóng tiền bail. Nhưng mà phía thẩm phán đó đã nói rằng bà không nghĩ là cái người phụ nữ này nên được thả ra ngoài, bởi vì cái việc mà coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của người ta như vậy, và với cái việc mà khi mà vừa đụng xe chết người như vậy, câu đầu tiên lại tỏ vẻ bất cần như vậy, cho nên là bà muốn không cho đóng tiền bail và phải tiếp tục tạm giam chờ xét xử cái vụ này. Và bây giờ phía gia đình của nạn nhân đó là họ muốn truy tố cô này cái tội giết người. Vấn nạn của Afghanistan thật nhanh thưa quý vị. Đến sáng ngày hôm nay thì tình hình càng ngày càng nghiêm trọng hơn cho thủ đô Kabul. Bởi vì các giới chức cho biết trong cái việc tiến quân trong thời gian qua, nhất là sau khi mà quân đội Hoa Kỳ triệt thoái khỏi Afghanistan, chấm dứt 20 năm đồn trú ở tại đây để tiêu diệt Al-Qaeda dưới thời của Tổng thống George W. Bush, đến giờ phút này thì không còn khả năng nào khác là phải rút lui thôi. Tuy nhiên tình hình rút lui này đã khiến cho lực lượng Taliban quyết tâm là sẽ chiếm giữ và sẽ thống lĩnh toàn bộ Afghanistan. Hôm nay thì Taliban nó chỉ cách thủ đô Kabul còn có chưa tới 100 cây số mà thôi.
Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính mời quý vị giữ nguyên làn sóng này, theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV. Trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay, có phần tường trình đặc biệt về ảnh hưởng của Delta variant đối với những người bị tiểu đường như thế nào. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.